Khi nào lối đá thời huấn luyện viên Chelsea mới hiệu quả? Giữa tháng 11, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại World Cup 2026 và tháng 1 năm 2024 dự ASEAN Cup tại Qatar. Thời gian rất sát trong khi hiện nay ông Chelsea vẫn còn đang thử nghiệm con người và lối chơi mới. So với những trận giao hữu và thử nghiệm trước đây dưới thời huấn luyện viên Chelsea thì lối chơi mới và mạch chiến thắng vẫn chưa thể hiện được nhiều do đối thủ dày cơ, chưa đủ mạnh để bộc lộ những điểm mạnh, yếu. Với Trung Quốc, đội bóng ngách mạch chiến thắng của thầy trò ông Chelsea thì đây chưa phải là đối thủ mạnh, nhưng cũng đủ để học trò huấn luyện viên người Pháp bộc lộ nhiều vấn đề. Cận kề vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup. Nói rằng lối chơi mới theo xu thế bóng đá hiện đại khi buộc một tập thể phải có thiên hướng kiểm soát bóng nhiều không phù hợp với các cầu thủ Việt Nam, VN thì chưa hoàn. Toàn chính xác nhưng rõ ràng rất nhiều cầu thủ lúng túng và chơi dưới khả năng của mình. Nhìn hai đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam thể hiện qua trận giao hữu đều thấy cả hai rất căng về mặt tâm lý. Nếu Trung Quốc rất sợ thua và chọn lối chơi nặng phần tranh cướp bóng và lối chơi đối thủ thì các cầu thủ Việt Nam cũng không thể hiện được sự vượt trội. Dù hiệp một có đến trên 62% thời gian cầm bóng. Một trận giao hữu không thoải mái về tư tưởng và cũng không cho thấy chất lượng chuyên môn của cả hai đội khiến giới chuyên môn có quyền lo xa. Cho khả năng đi sâu ở vòng chung kết ASEAN Cup diễn ra vào tháng 1 năm 2024. Giải đấu mà các cầu thủ Việt Nam ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia, còn Trung Quốc ở bảng A cùng Qatar, Lebanon, Tajikistan. Trước đó, khi đá vòng loại World Cup 2026 thì Việt Nam ở bảng F cùng với Iraq, Philippines và đội thắng của cặp đấu Indonesia-Brunei. Trong khi đó, Trung Quốc ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và đội thắng của cặp đấu Singapore-Guam. Nếu huấn luyện viên Jankovic của Trung Quốc đang tìm những trận thắng và phương án để giữ ghế khi niềm tin của người hâm mộ với đội nhà xuống rất thấp, thì huấn luyện viên Chelsea lại đang thử nghiệm một lối chơi mới mà ông vẫn tiếp tục trải nghiệm để hoàn chỉnh triết lý bóng đá của mình. Trung Quốc đã có chiến thắng trong một trận đấu cần phải thắng. Việt Nam đã có một trận mà đối thủ buộc các học trò ông Chelsea bộc lộ nhiều mặt cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Hy vọng sự kiên nhẫn của ông Chelsea cũng đồng điệu với những nhà chuyên môn và đồng điệu với chính các cầu thủ, dù họ đang khó khăn và không thoải mái đi theo triết lý của ông Chelsea. Kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa hiệu quả. Một trận giao hữu với thời lượng kiểm soát bóng cao hơn chủ nhà nhưng phần thắng lại thuộc về đội bóng cầm bóng ít hơn. Có vẻ như cách thắng của Trung Quốc được họ học từ chính trận thua Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình ngay mùng 1 Tết. Thắng từ sơ hở và sai lầm của đối phương nhiều hơn đi tìm và tạo ra cơ hội cho chính mình. Đội tuyển Việt Nam trong trận thua Trung Quốc 0-2 vẫn hay chuyển dài ở pha chuyển cuối để đưa quả bóng vào khu vực 16,5m của đối phương và đa phần đều không hiệu quả. Còn những pha phối hợp trung lộ thì thiếu yếu tố bất ngờ trong khi tạt cánh đánh đầu thì không thể. Không khó để nhìn ra nhiều tuyển thủ thi đấu thiếu thoải mái và gượng ép vào một lối chơi được xem là hiện đại. Ngay cả việc Hoàng Đức được đẩy lên đá trung phong cắm cũng là một sự bất ngờ đầy hoài nghi. Tiền vệ của Viettel thường xử lý chuẩn trong không gian rộng, ra chân thoải mái nhưng việc đẩy lên cao tức chấp nhận đưa Hoàng Đức xoay sở trong không gian hẹp. Các tuyển thủ bây giờ đều thuộc nằm lòng với suy nghĩ phải thích nghi với lối đá mới, lối chơi kiểm soát bóng thì mới có cơ hội được ra sân. Còn không thì ngồi ngoài hoặc nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ đã từng thuộc triết lý của ông thầy người Pháp hồi ở lò PVF. Thời gian cho thử nghiệm đang cạn dần và lối chơi theo triết lý mới vẫn cứ được thực thi một cách khó khăn. Hy vọng sự kiên nhẫn của ông Chelsea cũng đồng điệu với những nhà chuyên môn và đồng điệu với chính các cầu thủ, dù họ đang khó khăn và không thoải mái đi theo triết lý của ông Chelsea. Tuyển Việt Nam cần sự kiên nhẫn. Tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc trong loạt trận giao hữu dịp FIFA giải tháng 10. Nhiều vấn đề, nhiều sai số đã bộc lộ sau trận thua này và hy vọng điều đó sẽ đem lại cho các học trò huấn luyện viên Philippe Chelsea ở những bài học quý để họ chỉnh sửa. Trong hiệp đầu tiên, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra số cơ hội ngang bằng đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, tuyển Trung Quốc thi đấu hiệu quả hơn và có hai bàn thắng từ những tình huống phòng ngự kém của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, ông Chelsea đã xác định tiêu chí thử nghiệm hàng loạt khi công bố danh sách 28 người sẽ cùng ông tới Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Chelsea không ngại dùng cầu thủ U20, U23 khi tập trung. Thậm chí ở đội hình ra sân gặp Trung Quốc, chiến lược gia 68 tuổi còn mạnh dạn thử nghiệm hàng loạt cầu thủ mới. Rất nhiều gương mặt trẻ xuất hiện trên sân trong trận đấu với Trung Quốc, trong đó có cầu thủ mới 19, 20 tuổi như Nguyễn Đình Bắc hay Hồ Văn Cường. Theo đánh giá của huấn luyện viên Philippe Chelsea, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng bởi thể lực có phần sa sút của các cầu thủ. Tuy vậy, về mặt tổng thể, toàn đội đã cố gắng đáp ứng những yêu cầu về mặt chiến thuật, về khả năng kiểm soát bóng. Trận đấu với đội tuyển Trung Quốc là bước đầu tiên trên hành trình của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng minh trong hiệp một trận đấu này rằng chúng tôi có thể làm được điều này, ông Chelsea nhấn mạnh. Thua một trận giao hữu nhưng rõ ràng các học trò của ông Chelsea đã học được rất nhiều, trong đó có cả bài học vì sao kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và có những cơ hội rõ ràng hơn mà vẫn thua, vẫn phải nhận thẻ đỏ.
Chiếc thẻ đỏ của Tiến Linh Suy cho cùng chính là lời cảnh báo đối với tuyển Việt Nam trong hành trình sắp tới. Tiến Linh có thể mắc sai lầm, nhưng tôi hy vọng Tiến Linh cũng như các cầu thủ sẽ sửa chữa sai lầm của mình, huấn luyện viên Philippe Chaussier nói. Cũng đồng quan điểm đây là trận giao hữu bổ ích, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết toàn đội đã chơi khá tốt trong trận đấu này. Chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm và có nhiều cầu thủ trẻ. Những trận đấu như thế này giúp ích rất nhiều cho toàn đội. Các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu tại vòng loại World Cup 2026 cũng như chặng đường dài sắp tới. Cầm bóng 63% và thực hiện 604 đường chuyền, trong khi các thống kê tương ứng bên phía Trung Quốc là 37% và 346. Tuyển Việt Nam đã trình diễn một diện mạo khác so với cách đây 2 năm. Xét toàn diện thì tuyển Việt Nam có trận đấu chấp nhận được khi chơi với những cầu thủ tốt nhất hiện tại. Những sai sót như ông Philippe Chaussier dự báo trước cũng đã xảy ra và đó là điều cần để rút kinh nghiệm, chỉnh sửa chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo và đặc biệt là vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên để thua trong thế trận kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, ông Chaussier vẫn còn nhiều việc phải làm với các học trò, nhất là các phương án tấn công. Tiến Linh mất điểm, huấn luyện viên Philippe Chaussier có hành động bất ngờ. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dính thẻ đỏ sau pha phạm lỗi không đáng có ở trận gặp Trung Quốc nhưng vẫn được đảm bảo suất ở tuyển Việt Nam. Sau khi được tung vào sân ở cuối hiệp 2, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh nhận thẻ đỏ do có tác động vật lý với cầu thủ Trung Quốc. Tiền đạo mang số áo 22 chỉ có đúng 10 phút với 1 đến 2 tình huống chạm bóng và một thẻ đỏ. Đây thực sự là màn ra mắt đáng quên của anh với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Có vẻ như cái duyên của Tiến Linh với huấn luyện viên Chaussier vẫn chưa đến. Kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam hồi tháng 3, đây mới là lần đầu tiên tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương được thi đấu. Nhưng thay vì tạo ra dấu ấn thì anh lại trở thành tâm điểm với pha phạm lỗi không đáng có. Dĩ nhiên, sau trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, hình ảnh không đẹp của Tiến Linh bị dư luận chỉ trích. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu huấn luyện viên Philippe Chaussier tống cổ chân sút này khỏi tuyển Việt Nam. Nhưng huấn luyện viên Philippe Chaussier không làm thế, bởi như vậy là thiếu công bằng và quá khắc nghiệt. Bản thân ông thầy người Pháp từng rất chờ đợi sự trở lại của Tiến Linh sau chấn thương. Việc ông Chaussier sử dụng tiền đạo sinh năm 1997 cũng cho thấy những tính toán riêng. Vì sao huấn luyện viên Chaussier không xếp Tiến Linh trong đội hình xuất phát mà phải đợi tới khi trận đấu gần kết thúc? Ngoài việc thử nghiệm phương án để Hoàng Đức lên đá như một tiền đạo, còn Văn Toàn và Tuấn Hải gây áp lực từ hai cánh. Nhà cầm quân người Pháp dường như muốn Tiến Linh có thêm động lực để thể hiện khi vào sân. Cách sử dụng Tiến Linh của huấn luyện viên Philippe Chaussier là không sai, nhưng tiếc là cậu học trò vì quá nôn nóng muốn được ghi điểm, được thể hiện trong lần ra mắt huấn luyện viên trường, đã có hành động thiếu kiểm soát dẫn đến thẻ đỏ. Huấn luyện viên Chaussier nhấn mạnh, đây vẫn là giai đoạn chuẩn bị của đội tuyển để phục vụ cho mục tiêu chính là vòng loại World Cup 2026. Các cầu thủ không cần bận tâm đến kết quả của những trận giao hữu. Điều quan trọng là đội tuyển đang thực hiện tốt dần lên ý tưởng của ban huấn luyện. Tiến Linh bị treo giò ở trận gặp Hàn Quốc và đó là sự trả giá đáng phải nhận. Nhưng huấn luyện viên Philippe Chaussier nhiều khả năng vẫn tiếp tục trao cơ hội cho tiền đạo 26 tuổi ở trận gặp Uzbekistan. Ngày 13 tháng 10, trận đấu này không phải là giao hữu chính thức của FIFA, hai đội được thay người thoải mái. Chỉ có như vậy, ông Chaussier mới không làm Tiến Linh đánh mất tinh thần và khát khao. Biết sửa sai và tiến bộ, Tiến Linh vẫn là nhân tố quan trọng với tuyển Việt Nam trong hành trình vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Nhìn lại thất bại của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc khi đối thủ là chính mình, có cảm giác đội tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam đổi vai so với trận đấu trên sân Mỹ Đình mồng một Tết Nhâm Dần cả về kết quả lẫn lối chơi. Thông số chuyên môn, tỷ số chung cuộc cũng có cái gì đó trùng hợp khiến người ta nghĩ rằng tuyển Việt Nam đã để đối thủ áp dụng thành công chiêu gậy ông đập lưng ông. Những sai số kết thúc trận đấu, nhiều người ngạc nhiên khi đội tuyển Trung Quốc phải dùng cách chơi phòng ngự phản công để thắng đội tuyển Việt Nam, giống như tuyển Việt Nam từng thắng họ ở sân Mỹ Đình một gần năm trước. Nhưng đấy mới là bóng đá, đội tấn công nhiều hơn chưa hẳn đã thắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Philippe Chaussier có phát biểu gây chú ý, kẻ thù của đội tuyển Việt Nam là chính các cầu thủ của tôi. Không sai, hàng thủ mắc sai lầm ở phút 55, tấm thẻ đỏ của Tiến Linh ở phút 86 và đường chuyền hỏng của Hoàng Đức ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu. Rõ ràng chỉ đích danh thủ phạm trong cả hai lần để thủng lưới. Nhưng đâu chỉ có thế, việc Tuấn Hải, Văn Toàn, Hùng Dũng không thể ghi bàn trong 4 cơ hội có được cũng là nguyên nhân đẩy đến kết cục thua trắng trước tuyển Trung Quốc. Huấn luyện viên còn mất trắng Đình Bắc và Hồ Văn Cường khi tạo cơ hội cho hai gương mặt trẻ này có lần đầu tiên ra sân chơi quốc tế, một sông sáo đến mức rối ren. Một chấn thương bởi non kinh nghiệm tranh chấp. Đáng trách nhất vẫn là Tiến Linh và đánh nóng lẽ ra không đáng có ở một cầu thủ thâm niên trên sân đấu quốc tế. Trong tình thế mà tuyển Việt Nam cần đầy đủ quân số nhất để tìm bàn gỡ khi trận đấu chỉ còn 12 phút, kể cả bù giờ. Kiểm soát bóng, rồi sau nữa. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam rõ ràng làm không tốt trong các bước chuẩn bị trận đấu, trước mặt cỏ dày và mềm như sân Đại Liên. Bởi không chỉ có sai lầm ở hai bàn thua, cầu thủ Việt Nam không dưới 5 lần trượt ngã hoặc không thể vững chân trụ để dứt điểm chính xác. Thể lực cũng là một vấn đề khiến điểm cuối quyết định các pha tấn công không mang lại hiệu quả.
Các tuyển thủ Việt Nam cũng sớm nhận ra đối thủ dùng chiêu của chính thời huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng trên sân Mỹ Đình để phá lối chơi, nhưng không có phương án đủ tốt để phòng bị. Thông số trận đấu tốt, kiểm soát 63% so với 37% của đối thủ, thực hiện 604 đường truyền so với 346, sút trúng đích 3/9 lần so với 3/13, nhưng bàn thắng vẫn là con số 0, vấn đề nằm ở đó, kiểm soát bóng làm gì? Nếu như không đạt được mục tiêu cốt lõi của mọi trận đấu là đưa được bóng vào lưới đối phương, muốn thắng đối thủ, trước tiên phải thắng chính mình. Tùy mục tiêu theo đuổi, kết quả trận đấu được đánh giá ở các góc độ khác nhau. Với huấn luyện viên Chao Zai Giờ trong trận giao hữu với tuyển Trung Quốc, ông nhìn nhận về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam thì trận đấu này vẫn được coi là thành công. Bởi theo chiến lược gia người Pháp, 6 tháng qua, ông đã cố gắng thay đổi triết lý của bóng đá Việt Nam về tâm lý ngại cầm bóng. Và các học trò đã làm được, thêm vào đó là sự hài lòng từ màn trình diễn, thái độ, sự đoàn kết. Ngay cả những sai lầm, huấn luyện viên Chelsea ở cũng cho được phép để kịp thời sửa chữa để chơi tốt hơn trong tương lai. Muốn thắng đối thủ, trước tiên phải thắng chính mình. Trong khuôn khổ của một trận giao hữu, đặc biệt ở giai đoạn tái thiết như đội tuyển Việt Nam, trừ bàn thắng và vài hành vi xấu xí, màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Chelsea ở trận giao hữu đầu tiên dịp FIFA Day tháng 10 năm 2023 có thể tạm chấp nhận để trông chờ những bước hoàn thiện tiếp theo. Có thể nói, đây là giai đoạn say sóng của đội tuyển Việt Nam khi vươn ra biển lớn. Huấn luyện viên Chelsea lẫn các tuyển thủ cần thêm thời gian để thích nghi và chống chịu trước khi có thể thắng được sóng cả. Sai sót chỉ được gọi là bài học và bổ ích không phải lúc nhận ra, mà là khi nó được tiếp thu, sửa chữa đúng cách. Tuyển Việt Nam bị trừ điểm mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Trận thua Trung Quốc 0-2 vừa qua khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm mạnh trên bảng xếp hạng FIFA. Tối ngày 10 tháng 10, dù chơi trên cơ nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn để thua đáng tiếc 0-2 trên sân Dalian của đội tuyển Trung Quốc. Trong trận giao hữu đầu tiên của đợt FIFA đầy tháng 10, hai bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi ở hiệp 2 do Công Quang, Kiều Minh và Cú Lây. Trong bối cảnh Việt Nam chơi thiếu người từ phút 88 do Tiến Linh nhận thẻ đỏ vì đánh ngồi, trận thua này khiến thầy trò Philippe Chaucer bị trừ số điểm khá lớn trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, theo tính toán của Football Giang Kinh, đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 4,48 điểm vì thua Trung Quốc. Tuy nhiên rất may, thứ hạng của chúng ta không bị ảnh hưởng với vị trí 95, 1238,66 điểm. Hơn khoảng 10 điểm so với đối thủ xếp sau là Kyrgyzstan, 1228,6 điểm. Ngược lại, Trung Quốc được cộng 4,48 điểm và tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Vươn từ vị trí 80 lên 78 thế giới, 1301,73 điểm. Ngày 17 tháng 10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận giao hữu thứ hai của FIFA Day tháng 10 trên sân đội tuyển Hàn Quốc. Theo Football Ranking, nếu cầm hòa Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Chelsea được cộng 2,55 điểm, còn nếu thắng sẽ được cộng 7,55 điểm. Trước đó, Việt Nam gặp Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10 tại Trung Quốc. Nhưng trận đấu này không được tính vào lịch của FIFA Day, không ảnh hưởng đến bảng xếp hạng quốc tế.